Sư sư cho con hỏi, trong vấn đáp ngày 9 tháng 11 vừa rồi, con có nghe sư nói về một số hàng ngạ quỷ có thể sống ở các cõi tứ thiên vương hay đao lợi. Con thắc mắc rằng hàng chúng sanh thấp kém thiếu phước như vậy, sao có thể sanh lên các cảnh giới như vậy? Mong sư Hoa nghĩ giải đáp. Nó cũng đâu có vấn đề gì đâu. Thì như sư nói, ví dụ như bây giờ chúng ta thấy ở Thụy Sĩ thì sư lấy ví dụ thôi. Ở Mỹ, ở Thụy Sĩ thì chúng ta nghe nói là cái mức sống nó tốt hơn Việt Nam. Cái công việc, rồi môi trường, chính sách các thứ nó tốt hơn Việt Nam. Nhưng ở đó nó vẫn có người vô gia cư như thường. Vẫn có những người bị tội phạm, vẫn có tội phạm như thường. Chuyện đó hết sức bình thường. Thì ở cõi trời cũng vậy thôi. Thì có những chúng sanh thì họ mang cái thân ngạ quỷ mà họ ở các cõi đó thì nó vẫn có như thường, cho nên là không có chuyện gì là lạ ha. Nè. Nhưng mà đương nhiên họ ở xứ đó thì họ vẫn chịu khổ thôi, chứ không có nghĩa là họ ở xứ đó thì họ có thể sung sướng, thì chuyện đó không có. Giống như bây giờ á, mình nghèo, mình đói, hay là nói bây giờ mình ở tù đi, thì ở tù ở châu Phi thì nó đương nhiên nó sẽ khác ở tù ở Việt Nam. Mà ở tù ở Việt Nam thì nó sẽ khác mình ở tù ở Thụy Sĩ, nhưng mà nó cũng ở tù. Rồi chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.